Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình iGroup nhận tóc cần có ký hiệu là AIM. Tóc cần anh em, một tóc cần này đã list lên một sàn Uniswap mà tất cả anh em. Khi tất cả anh em tham gia dự án này thì theo thông tin thì tất cả anh em sẽ nhận được 50 đô. Và mỗi một lượt ghép sẽ là 10 tóc cần nha tất cả anh em. 10 ghép 10 đô, một tóc cần bằng 3 đô mấy. Rồi để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn bấm vào một lướt cấp trang nha các bạn. Lướt cấp trang xong các bạn bấm nút chat. Rồi sau khi bấm nút chat xong các bạn join vào iGroup các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn đầu tên này các bạn. Và các bạn chờ mình chút các bạn. Vì hồi sớm mình cấp trang mình khó quá nên cái máy của mình nó bị đứng hoài nên mình làm không được. Chứ giờ thấy con này cũng rất là ổn định, rất là ngon mình mới làm lại. Các bạn mình tốt lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào một dấu gạch này nha các bạn. Rồi bấm đòn các bạn. Rồi submit you tweet profile link. Rồi các bạn submit you tweet profile link. Rồi các bạn like và tag ba người bạn nha các bạn. Tweet nhấp vào tweet nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi này nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nó một cái nè. Các bạn tự quyết chứ comment nè các bạn. Phát phan các bạn để mình check thông tin. Con này tên Uniswap nè các bạn. Bạn bài nào ta? Bài nào ta? Bài này nè các bạn. Bài đầu tiên nha các bạn. Các bạn tích dẫn với tự quyết nè. Rồi các bạn tăng 3 người bạn các bạn. A cộng VS gạch cái A cộng Nam Dương Y Giang Dương hai nè A cộng Hải Dương. Rồi các bạn test lại nha bạn. Rồi các bạn tự quyết lại các bạn like với nó bài hai bài đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Con này tổng khung nó tới 10.000 tóc cần đó. Chào bạn bắt đáp lần em ạ. Rồi các bạn like. Rồi các bạn cũng nhấp vào kênh Tewer nữa. Kênh mới bạn. Mình thôi thử nó mấy kênh Tewer đúng không. Rồi các bạn cũng kênh mới nữa. Các bạn cũng like nó tới 2 kênh Seeder. Rồi các bạn like đi các bạn. Like bạn cũng tự quyết là 3 người bạn đi các bạn ơi. Bài game nó ta đâu ta Twitter game free chích dẫn hai cái luôn mà tại vì nó kêu tăng ba người bạn mà không biết bài nào nghe bạn mình hai bài luôn đi VS không biết được không A cộng tăng võ A cộng Hải Dương. Rồi các bạn cũng tự quét lại nha bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại nha bạn. Rồi các bạn lấy cái đường link profile link của mình nha bạn. Các bạn cũng mở trang Trader của mình nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch trên đây nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ. Tại vì cái đường link Tewer nó hai đường link mà nó kêu tăng ba người bạn nên mình không biết tăng vào một cái đoạn các bạn nên mình tăng hai cái luôn. Các bạn bắt đáp lợi. Mà link đầu mình tăng dự án là đúng rồi. Các bạn bắt vào. Các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là các bạn là nó kêu bạn
follow và comment medium nha tất cả các bạn. Các bạn cũng nhấp vào trang medium nữa nè. Còn link profile thì những nhiệm vụ này rất là khá là đơn giản thôi. Các bạn chờ lót xíu không? Medium thì các bạn theo dõi này nha tất cả các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like các bạn liên kết medium. Rồi các bạn vô tay nha các bạn. Các bạn vô tay muốn like bao nhiêu cái thì like. Rồi các bạn comment một cái các bạn. Rồi các bạn đi tiếp với bình luận nữa các bạn. Rồi cái bước này hơi khó nè các bạn bình luận mà nó kêu các bạn phải để bình luận phải tải về một cái ứng dụng Medium trên điện thoại các bạn. Mình sẽ dịch qua trang, các bạn nhấp vào trang này, các bạn chọn vào trong web trên máy tính nha các bạn. Đặng các bạn comment mới được. Rồi các bạn, rồi các bạn report nha các bạn vào chuyển qua trang web máy tính các bạn comment mới được nha các bạn. Rồi các bạn cho nó ghi bỏ chút xíu nha các bạn. Rồi như vậy mình đã comment được rồi, bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mục này rồi nhấp vào mục trang cá nhân của mình nè các bạn. Các bạn lấy cái đường link profile của mình nha các bạn. Rồi chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn copy link nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên đi. Vì mình đã lấy đường link profile của mình được. Ok. Zoom comment submit you theo word minimum. Rồi, các bạn gỡ cái đường link profile các bạn copy của medium của mình cho bot nha các bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút nha các bạn. Thánh Du. Rồi đây là liên ghép của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào share tiếp nha các bạn. Sao nó không có kêu điện địa chỉ với NH đó. Để mình cập nhật sau coi. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn, đây là chương trình nó góp, nó sẽ end là 10.000 người nha các bạn. Đây thì mình không nó không kêu bắt địa chỉ sao mà nó phân phối các bạn. Rõ ràng luôn. Vậy hôm nay kết thúc các bạn. Con này khi nào nó cho góp tiền mình sẽ làm một cái video hướng dẫn tất cả các bạn góp tiền các bạn. Hiện tại nó chưa. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.